nhằm thể hiện sự biết ơn người có công với nước, huyện Châu Thành tổ chức để tri ân gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng Tô Thị Hiệp tại xã Thuận Mỹ. Tại buổi lễ tri ân, đoàn ân cần hỏi thăm và chúc sức khỏe gia đình, mong muốn gia đình tiếp tục phấn đấu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, gương mẫu trong cộng đồng, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Đây là việc làm cụ thể của Hội Cựu Thanh niên xung phong tri ân mẹ Việt Nam anh hùng. Qua khai cuộc kháng chiến, xã Thuận Mỹ có 374 liệt sĩ, 72 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Xã Khai Lần được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đến nay, Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Thuận Mỹ đã tổ chức để tri ân được 15 trên 72 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.